giờ chúng ta sẽ đến với một số bài test mẫu. Cái cách để các bạn chiến thắng trong phần Part 3, Part 4 này, thứ nhất là không được sợ hãi. Chúng ta phải có niềm tin vào bản thân mình, phải niềm tin vào cô giáo đã dạy các bạn cái phần này, đó là tôi. Và chúng ta phải có niềm tin vào những kiến thức chúng ta đã có. Và để củng cố thêm niềm tin thì chúng ta cần phải luyện tập nhiều về cái phần này. Thế thì trong cái tiết học này thì tôi sẽ đưa cho các bạn một số các cái bài luyện tập đầu tiên của chúng ta. Thì trước tiên các bạn hãy thử sức với bài ngay này trước. Chúng ta hãy đọc các cái câu hỏi mà chúng ta cần làm và sau đó các bạn hãy nghe và tự làm xem đáp án của chúng ta là gì. Chúng ta sẽ chữa ngay sau ít phút. Trước tiên, câu hỏi của chúng ta đó là người nông đã làm gì? Nếu đã làm gì? Đã phát tài liệu hay là đã là gì ạ? Phân loại tên hay là đã chuẩn bị nhãn hay là đã copy? Câu 2 này, ai sẽ chuẩn bị nhãn? Người nông hay người phụ nữ hay người nông người phụ nữ hay là cả thư ký? Và cái nhãn sẽ sẵn sàng khi nào? Chiều mai hay là trước giờ ăn trưa hay là cuối ngày hay là khoảng 2 giờ vào buổi chiều? Thế chúng ta thấy là cái bài này nó sẽ liên quan đến người nông, người phụ nữ này. Rồi người nông có thể liên quan đến cái việc gì đấy mà có liên quan đến nhãn gì đấy. Rồi chúng ta sẽ cố gắng nghĩ xem là nhãn này ai làm và làm khi nào. Đúng không? Và người nông đã làm được cái việc gì rồi. Thì có thế thôi. Đúng không? Bây giờ chúng ta cùng chữa phần hội thoại. Phần hội thoại của chúng ta như sau. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. These files have been photocopied and are ready to be distributed. All we need to do now is put them in the envelopes and label them. There's a big box of A4 envelopes in the storeroom. Did you prepare the address labels yet? I know that you said you were going to take charge of that. Not yet. I have to sort the names, but it won't take me long. They should be ready before lunch. We'll be able to mail them this afternoon. Number 1. What has the man already done? Number 2. Who will prepare the labels? Number 3. When will the labels be ready? Người đàn ông, những cái file này đã được copy rồi và nó cần phải được phân phát. Tất cả những cái gì chúng ta cần phải làm bây giờ là cho vào phong bì và dán nhãn. À, sau khi nghe được câu này thì chúng ta có thể làm được ngay là cái gì đã làm rồi ạ? Đó là đã photocopy rồi. Thế đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án D. Đúng không ạ? Đáp án D là đã photocopy rồi. Tiếp theo này, có một cái hộp to là phong bì A4 ở trong phòng kho đấy. Có người phụ nữ bảo gì ạ? Bạn đã chuẩn bị cái nhãn để mà gửi thư đi chưa? Tôi biết là bạn nói rằng là bạn sẽ đảm nhiệm cái việc đó. Thế người đàn ông bảo chưa. Tôi phải phân loại tên nhưng mà nó sẽ không mất lâu đâu. Chúng cần phải được thực hiện trước bữa trưa, đúng không? Và tôi sẽ có thể là gửi chúng vào chiều nay. Vào chiều nay. Thế thì cái người mà chuẩn bị nhãn đĩa thì sẽ là người gì đấy? Người đàn ông. Người đàn ông sẽ phải chuẩn bị nhãn của cái địa chỉ và phải chuẩn bị, đúng không? Và cái nhãn cần phải được sẵn sàng trước bữa trưa để mà họ có thể gửi vào đấy, ngày hôm sau. Cho nên đáp án đúng của chúng ta ở câu 3 sẽ phải là trước bữa trưa. B, before lunch time.